cái bệnh đi tim mạch đó thì nó có thể là tổn thương, thì cái này là phải cố gắng người ta có một cái tờ trong những cái đề tả cái tờ đi cố gắng đang có một cái chân gọi là động tĩnh mạch mát và động tĩnh mạch dịch tễ là động tĩnh mạch đi sau.
rồi á, là đây là cái này là cái cơ bụng chân mà đập động mạch, đây là động mạch, hai cái động mạch đi kèm ở động mạch của cái cơ bụng bên ngoài, còn cái động mạch bên trong là động mạch như này không bị chèn ép. Thì chính vì là lúc nào như vậy nên là cái gì để như này đấy, thì đây là cái bụng quen nhìn từ phía sau, thì đây là cái thì cái gì thấy cũng là trên cùng đó là cái tình hình bị bé độ cái số 1 là cái tình hình bị bé độ vô, tức là tình hình bị bé có thể đông nó độ vô cái tình hình bé ngày hôm nay. Rồi thấp xuống một chút đó, là cái số hai cái số 4 này đó, hai cái số 4 này là tức là đây là cái cặp tình mạch của cơ bụng chân ha, ở đây cũng cặp tình mạch cơ bụng chân tình mạch cơ bụng bên trong rồi thấp xuống một chút nữa đó, thì cái gì thấy là cái cơ giác, tình hình cơ giác nó độ đó, và đây là cái người ta mẹ tình hình cơ bụng chân này, người ta cắn ngang cái tình hình cơ bụng chân này, tức là nó luôn luôn là nó cũng tăng như vậy. Còn đây là cái tình hình những bé đó người ta cắn ra đó, nó luôn là nó bị bụng cho nên người ta cắn có cơ này. Trên cái hình này thì tương đương như vậy, thì cái gì hình này thì có là chuyên cơ, cái gì nam tức là cái tình hình bé cái đi đâu đi ra đổ vô, và đây là nó là hai tầng, thấy chưa, hai tầng cái cơ bụng chân nó đổ vô đó, và cái đây là tình hình cơ giác, tình hình cơ giác nó đổ vô, tức là nó ở phía trên xuống đó là những cái cặp của tình hình về sau và cặp tình hình này rất là phức tạp. Và cái vùng này cũng gần khá là nhiều cái biến cố tĩnh mạch nên là vấn đề là phải học. Bây giờ mình nói về hệ tĩnh mạch đông, hệ tĩnh mạch đông thì nó bao gồm tĩnh mạch hiện lớn, tĩnh mạch hiện lớn gọi là Peters-Lindelhove. Thì cái tĩnh mạch hiện lớn nó sau khi mà cái tĩnh nó bắt nguồn từ khoảng chừng 4 cm để đi đến đến phè này, thì nó xuất phát ra cái quai đó là chính là cái quai tĩnh mạch hiện lớn, tức là cái mạch máu từ vùng đông nó đi, nó dẫn máu từ phía mắt cá trong đặt chân nó đi dọc hoặc trong đặt chân để nó đổ ra phía phía trước trong của cái tĩnh mạch của chúng, thì đó là tĩnh mạch hiện lớn. Còn tĩnh mạch hiện lớn bé đó là nó xuất phát từ mặt cá ngoài nó đi dọc theo mặt sau của cái đặt chân bắp chân để nó đổ vào cái phía trên để các bạn và chuyển bộ như thế này. Thực ra thì nó là một cái mạng lưới chặt chẽ sẽ như nhau, nhưng mà mình chỉ cần xem những cái nhân chính thế thôi. Đây là bé, từ là bé lớn, đi lên đi nhà như thế này, và đây là từ là bé từ cái mặt như vậy, từ bé lớn từ mặt cá trong đi lên, còn từ là bé thì từ mặt cá ngoài đi lên. Thì đó, cái gì thấy không? Đây là cái tình hình bé mà đổ vô. Thì thường là đây, ở đây này, cái gì thế này? Cái vị trí nó đổ vô bằng chuyện trên đến khoảng 1.3 mm, tức là nếu mình gặp cái cạnh trên lại thì nó có cái hàng ngang thì ra, thì trên nó khoảng 1.3 mm thì sẽ thấy là cái vị trí thông thường của tình hình bé đổ vô. Nhưng mà đó là thông thường vô cùng cái gì thế, đây là nó cắt nhầm, nó cắt nhầm thì mình thấy đây là cái tình hình bé nó đổ vô, đổ phía đây là cái tĩnh mạch khoeo và đây là động mạch khoeo, thì cái ở vùng khoeo đó thì cái tĩnh mạch nó nằm đông hơn cái động mạch thế nào, thì đây là cái dòng chảy từ cái tĩnh mạch bé đổ vô tĩnh mạch khoeo. Thì thực tế cái đẹp khoeo nó nằm ở khoảng như này, tức là cái mình phải cắt lên trên cái thế mà mình để thấy được cái chỗ tình hình hiện bé đổ vô. Còn bé tình hình lớn như vậy thì nó cũng
Thông thường thì mình chỉ làm cho những cái nhánh chính thôi, nhưng mà mình lưu ý là tính mạch thiện lớn nó thường có một cái nhánh phụ phía trước, nó gọi là AASV, anterior accessory cerebellum, tức là một cái nhánh phụ phía trước, một cái nhánh này cũng khá là lớn, nó nhỏ hơn nhánh chính thôi, nhưng mà nó rất là thường thấy về việc người giải phẫu nó. Thì các anh chị thấy đây, như vậy là cái tính mạch thiện lớn nó đi phía trước trọng, đùi nó đi phía trước trọng, thì là nó lên ra phía ngoài một chút, nó thường có một cái nhánh phụ, nhánh phụ phía trước, nhánh phụ này. Thì đây là những cái hình ảnh mà nó các chị cũng cần phải phụ thuộc thực tế để làm cho bệnh nhân hơn trọng. Thì cái này các chị cũng không cần phải phụ. Thì bây giờ để biết được đâu là cái đây, ví dụ như cắt ở cái đùi bên trái, thì cắt ở đùi bên trái thì các chị như là medial là giữa là đây và lateral là phía ngoài là đây, thấy chưa? Thì cái tình hình hiện lớn chính là nó luôn luôn nó lớn ở cái nhánh phụ, là nó nằm ở ở trong trong phần giữa. Còn nó là về phía ngoài đó, là cái nhánh phụ phía trước thì nó có cái dấu hiệu bên alignment sai, tức là cái tình hình hiện tình hình hiện lớn phụ đó, nó nằm phía trước với cái động mạch và cái tình hình đùi nó gần như thế này, tức là mình để mình thấy rằng là sau cái nhánh phụ phía trước này là mình hay thấy là có cái mạch đập ở phía dưới đó, là cái động mạch đùi. Thì đây các nhìn thấy là tôi cắt ngang cái tình mạch hiện lớn và tôi kéo từ trên xuống dưới, và đây là tôi cắt ở bên phải. Các bên phải thì rõ ràng là bên đây là medial và đây là lateral, thấy không? Và đây là phía trong và đây là phía ngoài. Bệnh nhân nằm ngửa và tôi kéo từ trên xuống dưới thì các nhìn thấy là đầu tiên là đó, và sau đó các nhìn thấy cái chi này nha. Thế giờ thì bây giờ là cái medial này là cái lớn, cái chính là cái phụ, cái chính là cái lateral là chính là cái nhánh phụ, thấy không? Để nó ngược lại bên cái này, thấy không? Hai cái nó đối với hai cái nó soi gương với nhau, nó sẽ cắt xuống cái này là ngoài cái nhánh chính, nó sẽ tách ra cái nhánh phụ, cái nhánh phụ nó nhỏ hơn nhánh chính. Và cái chỉ để ý này, thì cái tình hình hiện mà nó không cái dí da luôn, thấy không? Nó không có nằm trong cơ. Rồi, bây giờ các chị để ý là đây là cái cắt bên phải, đây là medial và đây là lateral, thì như vậy là đây là nhánh chính và đây là nhánh phụ. Và các chị để ý là phía sau nhánh phụ là thấy cái chị này là nó đập, thì đó chính là cái alignment, tức là nó cái gì nào mà đập phía bên này chứ không phải là mà đập phía bên này, là như vậy là mình xác định đúng cái. Và đây là một cái trường hợp mà các chị thấy là cắt ở bên phải, mà các chị thấy rằng là đây là cái nhánh chính của tình hình hiện lớn và đây là nhánh phụ, và khi mình dùng cái biện pháp cắt đầu giòn đó thì mình thấy là cái nhánh chính này nó bị xẹp hoàn toàn trong khi nhánh phụ này nằm ra, nó xẹp một phần thôi. Và các chị để ý là nó có một cái khối tròn tròn, nó có người ông mình học này, đây chính là cái khối huyết khối, và đây là cái biện pháp cơ bản và quan trọng nhất trong trường hợp huyết khối tiền mặt ra đó, và đây là cái nhánh chính. Như vậy là ở bệnh nhân này là nó chỉ bị huyết khối ở nhánh phụ của tiền mặt tiền lớn. Thì như vậy là mình có hai hệ trong hệ sau, thì bây giờ nó lại trẻ thêm về cái tiền mặt ở tầng 12, cái này nó phải nối với nhau. Thì đó là những cái tình hình không nối, thì là nó có khoảng chừng 150 những cái tình hình không nối ở mỗi bên, mỗi chi, ở phía dưới, tức là nó sẽ nối từ hệ trong hệ sau. Thực tế thì là những cái nó tình mặt nó là một cái mạng lưới mỏng manh, trên vừa mình chỉ xác định được những cái mạch máu mà mình thấy được những cái nhánh chính thôi, cái duy trì hệ nào hệ
chiều nó là hút ra thị trường cho nhà đỡ thôi. Và cái nhà đỡ của nó quy định là từ ngoại vi về đêm, tức là từ dưới chân chạy lên đêm. Và cái thứ hai là từ hệ tĩnh mạch nông, hệ tĩnh mạch sâu, tức là từ phía ngoài da đi sâu vào cơ, thì nó không được dùng được mà đó là bình thường, không có cái hệ thống hoạt động nhiều. Và cái này là mô tả từ xưa là từ 1 năm 8 năm. Tức là cái áp lực trong
ีเด็กๆมาทำงานกันนะนะเด็กแค่ไหนก็ได้ครับเราเด็กๆเราได้ระบบเป็นอันที่ตั้งยังเป็นลูกประมาณ1,000ตันcái về trong
khi mà cái lớp đã pha cho những cái đồ thì là chắc không có cái tín hiệu đơn này là không có tín hiệu đơn này.
thì tức là cái bộ này nó sẽ thấm xuống như thế này. Okay. Một cái cách làm khó khăn hơn nữa là nếu mà làm cho nó đúng thì nếu mà mình làm thì cái nhân nằm mà đầu cao chân thấp mà cũng không thấy được cái bất thường á, lâm sàng còn nghi ngờ đó thì người ta bắt bệnh nhân đứng luôn, mà đứng lên thì khó khăn cả. Tôi chưa bao giờ khám cái này cả, tôi đến đây tôi chưa bao giờ bắt bệnh nhân đứng để làm đó. Nhưng mà này như vậy là cái tư thế khám nó rất là quan trọng. Nhiều trường hợp chuyên định mình bị bỏ sót chẩn đoán khi bệnh nhân chỉ được khám ở tư thế nằm ra. Như vậy là về kỹ thuật đó thì mình tóm tắt như sau. Ở nằm ngửa đó thì mình cảm giác cái tình dọc đùi và tình cận chân trước. Nằm sấp đó thì mình cảm giác tình quen và tình cận chân sau. Như vậy tức là mình chỉ được khám và bệnh nhân nằm ngửa sắp là thôi, một chiếc bị tai động mạch vậy đó thì cũng không có hai cái bệnh nhân. À mà tôi cũng nói thêm là mình có nhiều cái chỉ định phát triển của máy đo thì lâm sàng ở trong tôi thì là cho làm được cái động mạch và tĩnh mạch thì vấn đề là như vậy, thì vấn đề là mình phải làm sao. Vấn đề thì mình cũng không có bắt bệnh nhân hỗ trợ như vậy, nhưng mà kiến thức phải làm được và tức là mình phải chuyển qua cái mơ đi để mình làm tĩnh mạch cho người phải chuyển qua mơ đi làm động mạch ở từng tầng một. Cái gì chung hơn, tôi sẽ cảm giác cái vùng đùi động mạch trước, rồi tức là tôi phải chuyển cái máy qua cái mơ đi để tôi làm cái động mạch, tôi làm xong cái động mạch đùi rồi tôi phải chuyển qua cái làm tĩnh mạch cho vùng đùi. Cái gì nhau lâu cái sau đó mình sẽ chút chứ mình đừng có dồn cái khó khăn cho bệnh nhân. À, mà khi mà bệnh nhân đã chỉ biết thì nó xuống tay, nhưng mà bệnh nhân cả thì cũng rất là xuống tiền. Việc một cái vấn đề tĩnh mạch là 980 ngàn, nếu mà đầu và tĩnh mạch thì đến 1 triệu đô. Thì nằm đầu gối chân cao và đứng là dùng để khảo sát vị tĩnh mạch ở tầng queo và tầng cận chân sau thì cũng giống như những cái bộ khám nghiệm bằng độ đen khác trên vợ đầu. Sau đó mình khảo sát bằng chiều màu, cuối cùng mình phải khảo sát cái vấn đề xung. Một điều lưu ý là cái dòng chảy tĩnh mạch rất là thấp, cho nên mình phải mở rộng tối đa cái cửa sổ của nhân vật, đồng thời chỉnh cái PRE hoặc là cái năng lượng đồng hồ nó thật thấp thì không có thể. Thì khi mình chỉnh thấp như vậy thì mình chỉnh thấp là đôi khi nó sẽ bị sao ảnh cho cuộc đời. Đó, mình phải mở cái cửa sổ tối đa. Rồi, bây giờ đó là kỹ thuật thăm khám, những cái nghiệm pháp trong thăm khám nữa. Bởi vì nếu mà làm tĩnh mạch mà không thực hiện cái nghiệm pháp thì coi như là không phải là làm chuẩn tĩnh mạch. Đầu tiên là ở tầng chậu đùi á, thì người ta cảm giác cái nhịp thở. À, thì đó, lúc nãy tôi có nói á, là do tĩnh mạch tạo ra thì cái áp lực ở trong bụng nó thay đổi, nó sẽ ảnh hưởng đến cái dòng máu ở từ ngoài tim đến chạy về thân. Cho nên là cái cổ của nó là một cái vỡ gợn sống hay nhịp thở, đó là bình thường. Cái nghiệm pháp thứ hai đó là cái nghiệm pháp đẻ của quanh rốn. Tại sao nó có cái nghiệm pháp này? Nghiệm pháp này mình ép xuống cái vùng quanh rốn, tức là mình làm cái áp lực ở trong vùng quanh rốn tăng lên, đúng không? À, một tay cầm đầu nhỏ đặt vào vùng tĩnh mạch, cần quan sát một tay đẻ của quanh rốn. Thì do áp lực dương nó tăng đột ngột thì thấy gì thấy rằng là cái dòng đây là cái dòng máu nó đang chạy về này. Thì khi mà mình ép như vậy đó thì là cái áp lực ở trong một bụng mình đột ngột nó tăng lên, thì lúc đó là cái dòng máu nó sẽ chảy ngược ở trong cái tĩnh mạch. Thấy gì thấy không, thì nó sẽ có một cái bộ nó cảm được như thế, nhưng mà nó thoáng qua thôi, nó thoáng qua thôi chứ không có kéo dài đâu, bởi vì nó chạm được cả cái mạch nó thoáng qua. Cái gì hình dung không? Nó chạm được cái mạch nó thoáng qua. Khi ngưng cái nghiệm pháp á, thì cái bộ nó trở về bình thường. Thì mình đo được ở trên máy, mình đo được cái thời gian. Thì cái bộ trọng lượng thoáng qua này khoảng dừng luôn đến 3 giây, tức là phải dưới luôn đến 5 giây. Cái máy nó cho phép mình đo cái thời gian của bộ trọng.
Như vậy là hai cái biện pháp này, mục đích đó là làm cho áp lực dương tăng đột ngột trong một vùng. Và khi áp lực dương tăng đột ngột trong một vùng thì ở đỉnh mặt nó có một cái dòng trào ngược, nhưng mà nó trào ngược một đoạn ngắn thôi. Rồi cái bàn đó là thì cái đoạn ngắn đó người ta cho phép là thông thường là nó không được 3 giây, nó không được quá 1.5 giây. Thì đây là cái gì thấy được là cái dòng máu á, này là nó đi, cái dòng máu này là nó hướng về tim á, thì cái bộ màu xanh nó cái hướng về tim, và cái gì thấy nó có một cái thoát qua hậu đạo như thế này, thì đó là cái thoát qua một cái dòng người thông qua như thế. Cái gì để ý cái bàn này nó đang đóng mở này, cái bàn đóng mở không? Đó, đóng mở khi mà nó đóng lại chưa kịp đóng thì nó có một cái thoát qua hậu đạo rồi, cái bàn đóng lại đây là cái bàn. Thì mình đo cũng chính là nhân từ người này đó, thì cái tháng ba này là nó là chiều là 10.12 1.2 giây, tức là 120 giây. Thì cái máy nó đo cái bạn này 120 giây, tức là 1.2 giây. Để đo cái này đó thì cái chị tùy theo máy. Cái máy của tôi thì nhận đến cái HCG2, nó cũng là cái thuốc của AT đến từ đó. Có thể đến cái thời gian của nó, có thể nhận. Thì mình đo từ đây đến đây, thì mình chiều lại thì mình sẽ hiện đến cái thời gian. Đây là một bệnh nhân. Và khi thực hiện những pháp bệnh tăng ra thì nó có một trạng phục thoát qua, và sau đó thì bệnh nhân thở lại bình thường. Như vậy là cái đùi trái và cái tính mạch đùi với là hệ thống hệ mạch bên phải này là ok. Trong khi đó cái tính mạch đùi bên trái đó là cái bộ nó không có sống liên quan như thế này, và khi người ta đến giờ này người ta thực hiện những pháp bệnh tăng ra thì nó cũng hoàn toàn không gì hết. Thì như vậy là thì là người ta bạn đáp bên trên đó, thì người ta thấy đây là cái động mạch chậm hòa ngoài bên trái, và cái tĩnh mạch nó bị đè nén hoàn toàn bởi những cái hạch hạch tĩnh và bên vân như thế này, tức là nó biến tắc hoàn toàn cái tĩnh mạch chậm hòa bên trái rồi. Thì khi mà cái tĩnh mạch chậm hòa bên trái nó bị biến tắc bởi một cái u kèm nén hoặc là bởi cái khối ở trong lòng đó, thì khi mình thực hiện những pháp bệnh tăng ra thì cái hạch nó thu nhận được ở cái tĩnh mạch đùi chung thì cái mạch máu từ trong cổ họng ra cái đùi nó sẽ thông thoáng, thì cái biện pháp mà chúng ta sẽ sử dụng được. Như vậy thì cái biện pháp mà chúng ta này nó rất là quan trọng để chúng ta trong những cái u nhẹ hẹp mạch máu từ mạch hoặc là cái huyết khối ở trong lòng từ mạch. Như ví dụ như nó cái này là này cũng gặp trong cái huyết khối ở trong mạch chậm chung và động mạch chậm ngoài. Thì khi huyết khối như vậy đó thì là pháp bệnh tăng ra cũng có hiệu lực rồi. Như vậy thì cái ý nghĩa của biện pháp này cùng văn rô và biện pháp bệnh tăng ra là gì? Cái thứ nhất, nếu mà biện pháp không đáp ứng thì nó là có nhẹ hoặc là cái động đặc tự mạch chậm hóa. Cái thứ hai, nếu mà nó xuất hiện bộ trào ngược thoáng qua, tức là dưới 0.5 giây thì đó là bình thường. Còn nếu mà nó hỗ trợ được nó trên lớn hơn hoặc bằng 0.5 thì đó là bị suy tĩnh mạch. Dạ. Tiếp đến một cái biện pháp nữa gọi là cái biện pháp đè mạch máu. Anh chị xem cái hình tĩnh này trước. Người ta vẽ đây là cái động mạch, đây là cái tĩnh mạch. Khi mình ép cái đầu nhỏ xuống thì cái động mạch này nó gần như không thay đổi, nó hơi bò động được thôi. À, tương ứng với cái hình này các chị thấy đây là cái động mạch và cái tĩnh mạch. Lúc bình thường và khi ép xuống thì các chị thấy động mạch nó còn đây, tĩnh mạch nó sẽ hoàn toàn. Thấy chưa? Thì đây là cái tĩnh mạch đùi chung.
quyết mà để là mình được chung bên phải và để là đồng mặt. Thì cái chuyện này là đối tượng thường thì hai cái này là hợp nhau. Và khi ép là thì cái đồng mặt của người chung thì nó được chung bên phải. Thế nào? Bình thường. Cái mạch máu của mình đang bị co thắt như này, bây giờ mình chạy ra trong nước thì nó máu rất
thì nếu mà họ bị suy tim mạch thì nó có cái dòng cảm có lượng thế à, thì như vậy là cái yếu tố quan trọng của người tham dự máu đó là nó dùng được cái mà nhiều hơn là trong cuộc đời. Thì đây là một cái ở tầng cận chân là tôi dùng cái nghiệm pháp được máu. Thì khi người ta đặt cái đầu nhỏ vào cái chúng ta không nói thì bình thường á là máu đi từ đâu vào sâu hay là từ sâu ra đâu? Như vậy là được từ máu từ đâu vào sâu nhìn nhân thân có đầu vào này. Vậy là cái nghiệm chạy là từ đâu vào sâu hoàn toàn bình thường. Ở cái nghiệm pháp này người ta sẽ dùng nó để xung về cái cửa sổ mà cái tâm trí tưởng tượng
tế bố thì tổ chức. Bởi vì nếu không tế thì cái thực hành này nó bị tệ nạn, nó không nhận gì của nó đâu. Không cần tế mà nó cũng chạy rồi. À, khi mà đọc thì rõ ràng là khi mà có một cái em cái động mạch nó nằm sâu hơn, nó nằm sâu hơn. Và rõ ràng nếu mà nó không có cái khối thì mình tế rất là dễ dàng. Và đây là một cái như vậy thì ý nghĩa đẹp